Lúc luôn rồi, lúc luôn rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Cần nãy im á, cần nãy nè. Cá chê này, cái này ta biết cá chê rồi. Từ từ ơi. Chẳng không sao chứ á. Hello, Hiếu Thuận xin chào quý gia đình mình trên mọi miền đất nước ha, một lời chào trân trọng nhất ha. Hiếu Thuận chúc đại gia đình mình một buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Hôm nay Hiếu Thuận gửi đến với các bạn là mình đi cắm câu cá chê và nấu cháo khuya ha. Rồi bây giờ mời các bạn mình đi ha. Đã dắt chiều mình đã cắm rồi. Cắm trước rồi đặng mình quan sát chỗ nào có cá hay là không có cá mình cắm trước rồi, chắc nào mình đi bắt mồi các bạn cho nó lẹ các bạn. Ở xích bên đây là có một cái mấy cái mã các bạn. Mấy cái mã này là các bạn biết sao mà mình cắm sát này không? Tại kinh nghiệm của mình làm mấy chục năm nay rồi đó, làm những cái chỗ nào mà có mã đó là mấy anh nhỏ nhỏ, mấy anh làm cá nó ảnh không có dám vô. Thành ra cá nó mới còn nha các bạn. Mình vô sát mấy cái mã với mấy ảnh không dám vô thì cá nó vẫn mới còn. Giờ anh em mình đi móc mồi nha. Móc mồi nha các bạn. Chung ở đây thì mấy mương này là bèo cám nhiều nha nha mọi người. Bèo cám thì cá nó khoái ở hay được. Anh em mình xài mồi dế với mồi trùng nữa nha. Dế trùng, trùng này là trùng trùng hổ. Hôm rồi thì mình cắm bên cái vườn dừa với vườn mai. Hôm nay mình cắm bên cái vườn xài nha các bạn. Cũng may là cái vườn xài này hết trái rồi. Hết trái rồi, thành ra mình mới dám vô cắm vô đây. Có trái cái mình cũng ngại. Có trái cái mình cắm trong vườn có trái mình ngại lắm. Vườn này hết trái rồi, mình cho mình cắm bình thường. Mình đang cấp cái bài cũ đó các bạn. Cần dế cần chung. Rồi ok. Ok. Ở trên thì xài, còn dưới thì không có gì hết. Ở dưới thì mương bèo, mương bèo cám. Nhưng mấy chục năm về trước mình cắm câu tới 7, 8, 9 giờ mình mới bắt mồi nha các bạn. Tại vì ngày xưa mình cắm câu đó là mình cắm câu cơm gạo, mình cắm mình kiếm tiền để mua gạo. Mình cắm cho nó dính. Cắm móc sớm thì nó khỏe. Cắm ngày xưa thì sáng đêm luôn. Bây giờ là tối rồi, anh em mình chỉ đi buổi tối thôi chứ không có sáng đêm như ngày xưa nha. Mà cũng bị mũi vào cắn lắm các bạn ơi. Cái tối bù mắt nó bay tùm lum. Ừ, mắt nó bay xà xà á. Bữa bay không thấy không có thấy được móc mồi luôn á. Bây giờ cắm không đỡ ngày xưa lúa kìa. Nó cắm trong lúa kìa. Trời ơi. Bù mắt trong lúa, mà gầy vậy. Ừ. Dữ lắm. Hồi xưa thì còn gì phải nói. Tới đây là tới mấy cây mai hả anh Thần? Mai chè chen vô với mấy gốc xài. Thì bên bỏ thằng em qua nó trồng, á. Dạ. Ông bắt trước ông trồng theo. Dế này hơi nhỏ quá. Dế này cái loại dế câu ha. Không được già không. Mấy chỗ này nhiều bèo nhiều gông quá cho nên là anh em mình phải lấy cây vít ra bớt dọn cái chỗ rồi mình vít cho nó đục đục nước cá chê lại. Cá chê thì nó khoái nước đục.
Cường này mình chơi mồi trùng luôn ha. Trùng. Ở mương bên đây là bèo với gông nha mọi người. Còn còn mương mé này là lục bình với lá. Chỗ gốc cây này im dữ lắm nha. Lục bình với mấy bụp lá. Móc đường này nữa anh em mình ngồi đây nghỉ mệt chút xíu nha mọi người. Nãy giờ đi cũng hơi đuối rồi. Nghỉ mệt chút xíu móc tiếp. Nãy giờ là hai hang dắt rồi đó. Anh đầy luôn rồi. Không biết còn con nào nữa không? Đây đây, cái giờ chấm rồi. Đây đi. Kiểm tra coi khó dắt không? Nước nè các bạn ơi. Cũng cực lắm các bạn, vì yêu nghề thôi. Bữa nay là tối thui luôn nha, không có miếng trăng nào hết. Rồi đợt trước anh em mình đi thì dắt này là có trăng lên ha. Nó dắt mình cuốn à, nó dắt mình cuốn trăng lên. Nó dắt mình cuốn trăng lên. Khoảng 9 giờ mấy, 9 giờ trăng lên. Đây là cần cuối cùng nha, cần cuối cùng thì anh em mình móc một dế, hai con dế luôn, hàng dế luôn cho đã, dế mời đi câu. Rồi rửa tay luôn các bạn ơi. Giờ anh em mình vô để hồi đi thăm nha. Rồi vô phát clip. Rồi giờ là anh em mình đi thăm câu nha. Rồi mình thăm câu các bạn ơi. Okay. Mình thăm câu là mình cuốn luôn không thằng? Ừ. Em vui đây ta. Đèo hay gì im ghê vậy? Ê, liệt nè. Cái gì, cái gì? Chơi vàng. Thấy không? Nói mà ngay gần gần cái chùm mã là mà dễ dính lắm. Là ngoài sức ra vậy. Gần gần chùm mã là ít ai vô đây làm cá lắm. Tụi nó sợ. Mấy người nhỏ sợ nó không có dám vô sát mã. Nó không có dám vô sát mã. Cái trong nhà là cái nền mã nè. Cho này im ha. Đây một con đầu tiên các bạn ơi. Con nha. Rồi quá okay. Im tiếp tục cần dùng cái nước đóng cái nắp của mình luôn nha. Đừng bán nó luôn nha. Rồi con em đầu tiên ok. Rồi anh em mình tiếp tục nha. Chỗ này quá lý tưởng luôn nha. Đây. Yên bình quá vậy. Ừ. Yên mà không liệt rồi các bạn ơi. Ồ, hết mồi ha. Gần mấy cái mã mà. Hết mồi. Rồi, tiếp tục. Chỗ này có khu cỏ bắc nè. Ít con gì? Nhái hả? Đâu rồi? Đâu rồi ta? Đâu rồi? Kìa kìa đó kìa. Đâu rồi, lúc luôn rồi, đâu rồi. Cần này im, cần nãy nè. Cái chê này, cái này biết cái chê rồi. Từ từ ơi. Chẳng không sao chứ ha. Chừng chừng nó dướng vậy. Mình kéo nguyên cả muốn lên luôn. Không sao chứ. Đánh câu mấy chục năm mà. Gần gần nó chừng mã im lắm. Đang có vô. Dính. Ê anh trầm á, anh trầm cái. Nè anh hỏi em dính kiểu con này ra mà sao xảy mà em la lạc đúng không? Ừ. Trời ơi trời, câu anh ba mua mà. Nè các bạn, mình giới thiệu với các bạn luôn nè. Mình thì mới ra nghề, mình chưa có vốn nha các bạn. Thành ra mình tiết kiệm, mình lấy cái thùng B. Thùng B cái nắp thùng B mình cắt cái này nè các bạn. Đó. Ok.
chứ mới ra nghề mà chưa có vốn liếng mà mình mua cái thùng hết trăm mấy rồi, thành ra nó hơi phí tiền, thành ra mình nông dân mà mình hạn chế cái tiêu tiền nha các bạn. Đó, vậy là ok rồi. Chứ mua cái thùng đựng cá giống như các bạn thì cũng mắc hết trăm mấy. Thôi tiếp tục. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Nhúc nhích, nhúc nhích gục gạch gì không? Rồi em nghe luôn này. Hết mồi không thầy? Hết mồi, còn mồi, mồi này một trùng. Còn mồi. Ý mồi này mồi dế. Vậy là trùng kế bên này là dính là một trùng hết rồi. Đúng không? Ừ. Trùng, có lý. Lấy chỗ mà mấy cây mai lý tưởng này ha. Hình như Lý ơi. Hả? Hình như anh nghe dãy. Dạ. Dạ, hình như anh nghe dãy, im rồi thôi. Em nghe vậy. Nghe. Nghe rồi, nghe. Mới nghe dãy dãy mà. Nghe rồi, nghe rồi. Ê, luôn à. Đi ta. Ê ê ê ê ê ê ê. Mới nghe dãy mà. Ờ nó sức ra vậy. Mới nghe dãy mà. Ù quậy lên mà. Cái tướng là tướng cá chê nữa là chẳng có đâu đi đâu. Thấy không? Cá chê nữa rồi. Ê, ê dưới dưới gì vậy? Nó lâu rồi, nó bắt nó quắn. Ồ lên lên lên. Từ từ à, qua chiếc bù hông bu rồi. Từ từ các bạn ơi. Vô mánh nè. Lý à. Hồi nãy hình như em nghe mé này nó dãy nữa nè. Dạ không? Cái đùng gõ gàng luôn, thiệt luôn. Không, khu vực gần 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 mấy ngay cái mã mà ok lắm. Ừ. Tại sao mấy nhỏ nhỏ nó không dám vô. Nhỏ nó dám vô, nó cắm câu nó không dám vô. Còn dư cá cho anh em mình hả? Ừ, tại ngày xưa anh đi cắm câu vậy mà. Cái 30 năm về trước anh đâu dám vô mấy cái mã đâu à. Im lắm, im quá các bạn ơi. Nè các bạn thấy không, cái này bỏ vô. Đó, ok. Hồi xưa gặp mã cũng giỏi ha. Ừ. Đỡ tốn trăm mấy ngàn cái xô không. Rồi, rồi, mời anh em đi tiếp. Rồi, tiếp tục. Đây mình sẵn đi, mình kiếm rau má luôn nha mọi người. Đang chút vô mình nấu cháo. Cái gì vậy? Chút. Chút hả? Trời ơi. Thấy liệt liệt, thấy liệt liệt. Tưởng đâu cái gì bự á, cái gì cũng xuất ra. Cá chốt cũng bắt luôn nữa. Ừ. Chốt ăn ngon mà cá chốt ra lọt. Kêu có tiếng mà biết cá chốt. Cọt kẹt luôn hả? Cọt kẹt, cọt kẹt. Lọt mẹt, lọt mẹt á. Hồi xưa đi câu cá chốt dữ lắm đi. Ừ. Anh đi câu cá chốt dữ lắm luôn. Hồi xưa chốt nhiều, bây giờ thấy cũng ít ha. Cá chốt nó đỡ hơn cá mà dưa, đỡ hơn cá chê, cái là nó không có dãy. Ừ. Nó nọc lẹt chứ nó không có dãy. Để ngành luôn đây sẽ dãy nữa. Ừ, gì bẻ đi để coi coi gì đâm nhất lắm. Ừ. Tùm ở đằng kia sao mà đi vườn xài này tối mát mẻ ha. Đâu rồi ta, tới đâu rồi ta, tới cầu chưa? Đi chưa, đằng kia xài đi mà. Ông ơi, ai kia kìa. Có lý à, phải vậy chứ. Phải nói là dừng xài rồi. Dừng xài mà. Thứ gì chịu nổi. Thứ nào chịu nổi nè các bạn. Thứ nào chịu nổi anh em ơi. Cái gì, cái gì. Chê. Chê. Rồi, anh lên sình cho kìa. Chê. Chê. Chê anh em ơi. Vô rồi, chứ này có cháo khuya ăn nữa rồi. Chê anh em ơi. Chê anh em ơi. Chê anh. Nãy nghe mày quậy. Ây da, ây da, ây da. Mấy con rồi ta? Bốn con hả? Ừ, bốn con. Tiếp tục. Ở đây phút rồi, đây chỉ cỏ phút. Theo luôn hả? Miệt hay gì rồi? Mấy cái này không? Ơi. Này hả? Sảy quá. Đâu rồi sao mà? Ồ, dính con cá, cái gì, cá đầm dục. Nữa hả? Dính cá đầm dục nè. Hai cá lóc. Cá lóc có tầm dục. Cái cá lóc. Tầm dục ơi. Tầm dục. Lụm luôn. Trời ơi, mồi bé. Tầm dục mà. Mồi bé. Ê, cá lóc. Cá lóc tầm dục. Cá lóc, cá lóc. Cá lóc nhỏ. À. Ồ, cá lóc. Cá lóc nhỏ thì phải tầm dục. Sắp. Bọc dùng mắt. Bắt vào. Dữ. Nó được. Tôi không ăn cái nó bù hoài.
Đỡ bằng cái mép này cho mới thả là luôn cá lóc thôi được. Ừ. Đúng không? Dính đi ơi. Ơi, dính hả? Dính. Cái gì vậy? Cá gì vậy? Chắc cá dê nữa quá. Ở trên này em coi em không thấy. Rồi để lại, đại đi. Kéo lên. Nè, nhiệt trong thấy không? Có một cục nè. Cá trê nữa phải không? Cục nữa. Nào. Đây. Con đạp nha. Luôn. Đi ra mà chấm đi, Đây cỏ chắc chân quá. Cái mày quá trời dắt. Không có gì, chỗ đó im chứ. Sáu con hả ta? Sáu con rồi hả? Sáu con rồi. Anh nhớ mấy con rồi. Chịu ọt ẹt ha. Lý quá trời lý. Trùng. 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 Trùng hổ rồi như đưa mồi bén của nó. Rồi bây giờ mình tạm biệt cái vườn xà này nha các bạn. Mình qua bên cái vườn chuối, Mình qua bên vườn chuối. Tạm biệt vườn xà. Nữa bên kia cái nữa. Cái kia mình đi qua đường nào quên mất tiêu rồi. À đây có cái cây nè. Cũng là khó đi lắm rồi các bạn ơi. Ủa kia. Ừ. Nó đi chú. Giống như là du kích hồi xưa nha. Ủa cái cây này lắc dữ. Ây da. Rồi đi Willy ơi. Rồi đó. Rồi bây giờ mình tới cái chú đi, mình bắt đầu. Ở dưới chuối còn trên đây là phai em có thêm câu luôn rồi. Ủa câu đâu rồi hả? Đâu rồi? Ê, coi chừng nó nằm dưới anh gà dò thế là sao ta? Ủa tìm câu rồi đó. Chấm nó lâu rồi đó kìa. Tìm câu rồi. Chết. Ngay góc chéo luôn không? Được rồi, góc chéo đây nè. Đâu mất tiêu rồi ta? Mày. Em bỏ nó vô đây giường mạnh đây, bỏ cái thuốc giường mạnh đây. Thuốc anh mò chứ sao giờ đâu có bỏ được. Thuốc mò luôn hả? Mò chứ. Đâu có bỏ túi vô. Có gì túi không? Không. Có quẹt gì không? Quẹt bỏ có thuốc luôn rồi. Ủa đâu ta? Rồi cái này cái chắc này bị cá lôi rồi thằng ơi. Cá lôi rồi. Sát mép này coi, sát mép này cho coi. Không, tắm ở đây nè. Trời. Cá lôi mất tiêu một câu rồi mấy bạn ơi. Này cái cá bự à, nó quất nguyên câu mất tiêu luôn rồi. Trời ơi. Với cái mương mà bèo cám gì cũng khó thấy nha. À, đúng rồi. Phải. Câu mình nổi mà tại bèo cám này khó thấy quá. Nguyên chùm luôn nè, cầm nguyên chùm ấy. Cực quá mấy bạn ơi. Rồi già thấy đây. Trời. Vì là dính cá bự nè nó. Rông không có lôi tới 5 tháng nào trời. Xếp tới này nữa nè. Ủa cá lôi tới gãy mắt càng câu luôn trời. Mà ngồi trong miếng hương nào vậy? Cái này có miếng đăng. Cái nó cũng dài mà. Cầm đây đi. Có động tĩnh gì không? Thua. Thua. Bỏ các bạn ơi. Mày bỏ. Cá khổ quá các bạn ơi. Bà ngủ thịt chứ ta. Mất chất thì đâu luôn. Cá nhiều thằng cá thôi. Thua. Đúng quá. Rồi mình giờ mình cho nó ra đi chứ sao giờ. Thôi bỏ các bạn ơi. Này có dính cá bự với lắm. Thôi mình tiếp tục đi. Tiếp tục các bạn ơi.
Mương chỗ này rất là im luôn nha. Ở trên là phai môn. À, uống thiệt chứ trời ơi. Vì trong cầu ướt quần. Nữa à, ở đâu đâu? Rồi luôn. Nhiệt nữa rồi nè. Rồi phải câu phải nó nhiệt như vậy cũng cảm ơn à. Chê nè. Đào chê chê nó. Chê này hoa vàng nè. Uống thử các bạn ơi. Ướt mẩy chân. Ướt mẩy chân mà phát được câu đó. Ừ. Ủa nãy giờ được mấy con ta không nhớ nữa. 7-8 con gì à. 2 4 6 7 con. Còn mấy con à? 7 con với con bắt câu 8 con. Ý con cá chốt rồi 8 con. 4 6 8 con. Mắt con câu, bắt con câu luôn. Rồi đi các bạn ơi. Nhớ gào nha đi. Bên chút quan kia nhiều rau hay à. Đẻ. Đâu? Đây có con cua lên nha. Thường là cá lên mà đây. Đâu? Có con cua lên nè, nè nè. Con cua. Gì? Cua giúp vỏ nó cháo luôn hả gì? Vỏ là cháo luôn. Ờ cháo luôn hả? Cua gì cũng bỏ vô chôn được, chôn rồi chôn. Sô vip hả? Giờ đây có mấy bụi rau má nha mọi người. Giờ mình hái mấy cái này chút nữa mình bỏ vô cháo nha. Rau má không có rau đắng các bạn ơi. Ừ. Rau đắng có tháng đầu mùa mưa á, tháng qua Tết á. Rau đắng thì nó im hơn ha. Rau đắng đồng thì ăn rất là ngon, ăn cháo rất là ngon. Nhưng tháng này thì nó không gặp. Nhưng mà tháng này hết rồi. Đóng đồng là ngay qua Tết. Dòng Tết á, một cái Tết á, Tết cũng có lai gai rồi. Rồi giờ rau má ăn cháo cá cũng ngon lắm các bạn. Rau má cũng bá phát lắm ạ. Ừ. Má cũng ngon. Mấy rau má này nó cũng mới mọc lên, nó non không à. Nó còn nhớ à. Tôm. Tôm bỏ nữa hả? Rồi, cái này cuối cùng rồi các bạn ơi. Rồi, xanh tịnh quá. Thấy nó khác nè, nó làm em gu như giống như lần đầu tiên không à. Ướt các bạn ơi. Ướt nè. Em gu à. Thấy không? Ừ. Ướt các bạn em gu à, thử đây. Rồi, sảy. Ồ, sảy rồi. Có sảy rồi. Ướt nhạt câu mà. Ướt nhạt luôn, nó mới chứ nè, cóc cửa luôn à. Ừ. Cóc cửa. Ồ, chắc cứu mới sảy luôn nè. Nó bắn nè. Trời ơi. Bắn lửa lên luôn. Cóc chỉ luôn. Sảy nữa. Rồi, bữa nay sảy, gần này sảy nhưng mà còn mấy này đừng câu. Còn mình kia sảy mất câu luôn các bạn ơi. Rồi hết câu rồi các bạn ơi. Rồi. Mình đã về tới nhà các bạn ơi. Mình kiểm tra cá nha các bạn. Tới nhà rồi. Đây. Cá trê không ha. Tùy quá. À 2 4 6 cá trê. 6 8 9 con hay gì á. À, 6 cá trê nè, với một con cá chốt. Còn cá chốt, con cá lóc. Con cá lóc, nó nhỏ. Ừ. Như con cua. Cua, có cua luôn bạn. Chút. Rồi. Rồi. Giờ mình đi mặn ha. Giờ mình đi mặn cá nha. Rồi, bắt đầu mình cháo nó nở rồi các bạn ơi. Giờ bỏ cá vô nha các bạn. Ừ. Bỏ cá vô. Chê cá chốt. Cá chê. Nước nó ấy rồi. Nước nó hơi đặc rồi. Chìm nước không? Thì vậy được rồi, chút xíu nữa hả? Đặt rồi, chút nó nở, thêm nữa là đặt nữa đó. Vậy mình cho thêm miếng nước nha. Vậy là anh bắt bếp điện. Ừ. Nấu thì cho nó mau, để bắt đổ nước sâu vô nó. Rồi chín rồi, giờ mình gấp cá ra nha mọi người. Đây cái mùi thơm rồi đó nha. Thơm mọi người. Cá bỏ hành vô. Thấy cái mùi thơm nào đó bụng rồi đó. Mình bắt đầu ra luôn rồi. Đây cá chốt rồi.
Rồi giờ mình bỏ hành vô. Còn ba con mùi cháo à. Đây. Tiêu luôn. Ừ, tiêu nha. Cháu ơi, cả nhà ơi. Đây là thành quả của anh em mình nha. Đây cá trê. Ba cháy ha, có dĩa gà má nữa. Rồi, bây giờ gà má này mình hồi nãy mình đi cuốn câu rồi mình nhổ luôn nè các bạn. Mình thì phải ăn có gốc có rễ luôn nha các bạn. Mình rửa sạch là mình ăn được rồi. Đó. Để cái đầu đã mình nhúng vô. Cái này đúng là rau đắng đồng ăn nó mới hợp lý nha các bạn. Cho nó đồng ăn nó đúng sách, nhưng mà cái mùa này thì hết rau đắng đồng rồi. Cái mùa mà Tết á, Tết từ Tết qua Tết là mới có nha các bạn. Mùa đó là người ta trồng mía rồi, nó lên theo học mía đó là mới có rau đắng đồng. Bây giờ có rau đắng đắt á, đắng đắt thì rau đắng đồng đó. Rồi rau đắng biển thì lúc nào cũng có nha các bạn. Rau đắng biển là trồng lúc nào cũng có, nhưng mà ăn nó không ngon. Nó đắng nhẹ với bằng lá nó dày quá. Rau đắng đồng ăn nó ngon. Thì thôi giảm rau đắng đồng thì mình ăn rau má đã các bạn ơi. Rồi rau má này ăn cũng bá phát ha. Thôi bây giờ Hiếu Thuận mời cả nhà mình dùng cháo khuyên nha. Giấc này coi là mấy giờ rồi. Giấc này là 10 giờ rưỡi rồi các bạn ơi, 10 giờ 35 rồi. Giấc này là 10 giờ 35 rồi nha các bạn. 10 giờ đêm. Mình ăn cháo xong chắc khoảng 11 giờ. Rồi mình mời cả nhà ăn cháo khuyên với mình nha. Ăn cháo khuya lúc nửa đêm. Mời cả nhà. Những thành quả của mình là làm được rồi, mình dùng các bạn ơi. Cái thằng mình hay nấu cháo khuya là như vậy. Bà xã mình đã cũng hay làm việc cháo khuya. Nấu cháo khuya chút mình mời bà ăn luôn cho nó bà đỡ đói một chút. Cháo khuya rồi cũng sốt ruột. Vậy hay các bạn ha. Mốt mình có cắm câu mình là nấu cháo khuya mời các bạn nữa. Vậy các bạn, rồi cho mình tạm thời kết thúc video đây luôn quá các bạn ơi. Bà hiểu bye bye, tạm biệt nha. Các bạn cả nhà đi ha. Rồi, bye bye. Ngon quá. Bỏ mấy con má vô ăn ngon nha.